chúng ta tiếp tục bằng kinh Duyên Giác. Kỳ tâm nải trí ứng ư Như Lai, tất cảnh liễu tri thoát tí niết bàn giang thị ngã tướng. Đây là Hán ngữ, đầu tiên Hán ngữ đơn giản cho quý vị tiếng Việt. Phạm tất cả chúng ta khi đạt được khi hành giả đạt được đạt sự thành tựu viên mãn thì đều có ngã tướng. Ngã tướng ở đây sẽ khác ngũ si tướng thiện. Ngã tướng là quá trình mà chúng ta nên biết. Nếu đạt được các ngã tướng thì sẽ hiển hiện ra cho chúng ta. Và tất nhiên những viên mãn thì sẽ có ngã tướng. Quý vị nhìn một người bình thường, ai cũng giống ai, nhưng khác nhau là ở chỗ ngã tướng. Quý vị nhìn một người, biết người đó sau này thành tựu là tiên nữ thì sẽ biết là tiên nữ. Quý vị nhìn một người, biết sau này sẽ là A-la-hán thì biết A-la-hán. Tất cả quý vị nhìn một người biết sau này thiên nhân thì biết là thiên nhân. Như vậy thì đây là sự ngã tướng, người quý vị biết điều đó. Đó cũng là sự tách biệt và khác biệt. Tách biệt và khác biệt là chúng ta thấy phù hợp với tất cả các cảnh trí, liễu tri. Tất cả điều này đạt đến sự liễu viên, cảnh trí hay Pháp nhận Bồ Tát. Sự gắn kết tất cả đều có. Nếu không có thì quý vị không thể thấy được sự ngã tướng này. Khi đạt sự diệt tất cả mọi việc đều có thể thấy được sự vật của hiện tượng, sự ngã tư, sự liễu ngộ, sự cảnh trí, sự nên dẫn, sự nhất thiết, thì quý vị có thể thấy được sự nước mạnh
Điều này có cần không? Rất cần. Vì hành giả là quá trình mà quý vị còn lại còn đạt. Về điều này có sự chứng không? Có sự chứng. Người đời thế gian của chúng ta tu hành, vậy ai chứng cho quý vị? Ai chứng cho quý vị ở người đời thế gian này? Chứng đó nó chính là người giảng kinh Phật chứng cho quý vị. Cho nên quý vị cố gắng tu trì, đánh giá, giữ vững tinh thần siêu năng, thì những người tìm tri thức cao độ các tập sẽ chứng nhận như vậy, không phải lo lắng về điều này. Vậy liệu họ có thể có đủ khả năng để chứng cho quý vị hay không? Quý vị an tâm, là tôi nói đây là chúng họ có khả năng chứng cho quý vị, đó là sự thật, không phải. Điều này có đáng tin cậy không? Rất tin cậy. Tại sao họ làm được như thế? Yêu chị, yêu chị. Cho nên quý vị cũng không nên biết biết nhiều. Quý vị chỉ còn cố gắng tu tập đạt thành tựu. Tin chắc rằng quý vị có tinh tấn, quý vị có siêng năng, quý vị sẽ được tăng thêm các phẩm hào vọng về sau cho mình cũng thành tựu nhất định viên mãn nào đó. Đây là điều chắc chắn.
cuối cùng tôi xin chúc quý vị tinh thần, tinh tấn và kiên trì bền bỉ để đạt được kết quả như mong muốn, như sự nghiệp. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển về thuyết pháp hôm nay chúng ta học ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.